đậm hoa, đậm hương vị, trông rất là đẹp. À, mỗi tháng có một cái đậm hương vị. Như là một cái ngày lễ hội lớn. Đây là trang trí hoa mai đào của phường. Đó, mai đào. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.